Đây cả nhà, tụi em bỏ tiền ra là mua chung cho cả nhà. Đó, là mấy anh em phòng vô là được ngàn 12 chục cả nhà. Đó. Chơi khô máu hả? Chơi khô máu luôn. Khô máu luôn đó. Cầm hết chứ. Anh em mình cầm chứ. Đó, anh Tư thì mở lên anh Tư. Cái app là chị anh em mua chứ. Cashi nè. Cashi cả nhà. Hello, em xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại em đang ở tiệm cả nhà, đi làm nhưng mà không có khách cả nhà. Tại vì bữa nay là chính thức là tối nay cho cả nhà. Tối nay chính thức là biết ai thắng ai thua nha cả nhà, tổng thống nha. Đó, nói chung là tụi em thì mong chung cả nhà, tại vì tụi em bầu chung là mong chung thắng cả nhà. Hiện tại là mình chưa biết ai thắng ai thua, nhưng mà tối nay khoảng 2 giờ sáng cả nhà, tụi em sẽ biết kết quả nha cả nhà. Đó, hiện tại bên đây thật sự mà nói tiệm neo mà bất cứ chỗ nào, tiệm chắc là vắng luôn cả nhà, không có khách luôn cả nhà. Thật sự mà nói, tại vì bữa nay ai cũng tranh thủ đi bầu cử cả nhà, tại vì tới tối mà mới hết bầu cử cả nhà. Mong là chung sẽ thắng cả nhà, tụi em ủng hộ chung cả nhà. Đó, hai chồng em với lại gia đình em cực kỳ bầu chung nha cả nhà, ai cũng bầu chung hết nha. Còn bà Cà Di á, tụi em muốn bầu ghét bà. Đó, thứ nhất, thứ nhì, chung lên á thì kinh tế nó sẽ lên nha cả nhà. Nói chung thì em không có nhận về kinh tế gì mấy, nhưng mà em theo người ta nói thôi nha cả nhà. Có gì mọi người thông cảm cho em. Đó. Còn mà tối nay thì nếu mà em tích được tới 2 giờ sáng á, em sẽ quay cho cả nhà cùng xem nha. Tại vì tối nay tụi em cũng có tiệc cả nhà. Là anh Từ chỗ qua ăn bún bò nha cả nhà. Đó, tối nay em sẽ qua đó em sẽ quay tiếp cho cả nhà cùng xem. Còn mà nếu mà chung mà thắng cả nhà, tất tụi em đi ăn mừng cả nhà. Chắc coi cuối tuần cả nhà, nếu mà chung thắng nha, tụi em sẽ ăn mừng. Đó, ăn mừng chung lên làm tổng thống cả nhà. Tại vì ông Trump bị ám sát tới 3 lần cả nhà, cho nên là ông không chết là cũng cơ hội cao ông sẽ lên cả nhà. Tại vì mà thường mà tổng thống bị ám sát cả nhà, chỉ có chết thôi, không có sống được nha cả nhà. Đó, mong là mọi thứ ông chị sắp đặt nha cả nhà, là 2 giờ sáng là sẽ biết kết quả. Tối nay em sẽ quay cho cả nhà cùng xem tiếp nha. Đây cả nhà, và có bún bò ăn nha. Bún bò xong rồi tối nay coi thắng thua là mới biết. Hiện tại chưa biết nha cả nhà, thắng thua chưa biết nha. Nên cho ăn xong mà nếu mà 2 giờ sáng chị ơi. 2 giờ sáng luôn. Đó. 2 giờ sáng 12 giờ còn chưa biết. 12 giờ chị biết, 2 giờ sáng mới biết nha cả nhà. 2 giờ sáng xong sáng sớm mới biết được. Nói chung bây giờ cái mà ông Trung mà thắng nữa, anh em mình chiều tối chủ nhật rồi tối thứ bảy chứ. Ăn mừng. Mà chưa biết ăn cái gì hết mà. Ăn mừng nguyên ngày luôn. Cả nhà, cha tới bàn thì có chả ốc, chả nem cả nhà, nem chua nha. Đó, nước mắm. Đó, đợi mấy nem qua là bầm thôi nha. Đó, la dai này coi tivi cả nhà, tivi sẵn sàng hết nha. Đó, có bình trà đúng nè, thấy không? Có cái bánh nữa, ui. Bây giờ chỉ có đợi thời gian thôi, thời gian để chính bên ai thắng ai thua thôi. Cả nhà, trong khi chờ đợi con tivi có bác sĩ nhí. Bác sĩ nhảy coi tim mạch. Sao vậy Lý? Công chúa bị bệnh gì? Công chúa bị bệnh gì? Good. Good. You sure? Là không có bệnh gì hết nha cả nhà. Là good nha. À. Cuối cùng cũng được ăn cả nhà. Không lần. Thế chị Nina hiện tại đang đây, bưng giày cả nhà. Giờ hiện tại là ăn mừng trước nha. Giờ chỉ biết ai là ăn mừng trước thôi nha. Đó. Đây, ngoài thì mấy chú cháu rồi ngồi đây, đang coi. Sao anh Tư? Anh mua ai thắng anh Tư? À, anh mua ai thắng? Trông hả? Nhà mình bầu trông hết mà. Con mua chung chứ, thắng thua phải mua, con phải mua chung chứ. Vì mấy chú cháu mình đặt chung hết là sao giờ còn ai cá nữa với mình nữa. Vậy hả? Chơi, anh Tư coi trên mạng cá không? Quất luôn chứ. Bầm. Giờ nó theo trúng nhiều mà. Dạ đúng rồi. Đó, mấy chú cháu đồ sung lắm, đồ cá cược nữa kìa. Anh Tư nói lại em nghe.
chung mà 66 sen hả? Mua chung cả độ đúng không? Hợp đồng là 1 đô. Dạ. Mà em trả 66 sen. Tức là nếu mà giờ trăm thắng á thì em thành đồng là em ăn được 30 sen, 34 sen. Còn nếu mà trăm thua á thì em mất 66 sen. Cũng chơi được mà. Còn Harris á thì em mua 36 mà em thắng 66, à, thắng 34. Sâu 4. Thì tỷ lệ cũng không cao, không tự cao hơn chứ. Bao không? Anh lên 3 Mỹ, chơi không? Mua 10 không? Mua 10, 20 đi. Mua 10 không? Đang ăn nhiều. Mua được hồ, mua được hồ thôi. Rồi ok, quyết định mày đi. Mua 10, 10 đồng. Ai chịu cái lô 30 Mỹ sẽ cho mấy. Hả? Người họ cũng chung cho mình. Thương ví dụ như là, ví dụ như mình sẽ... Ông là đang ngon rồi mà giờ đặng lại ví dụ ông ngon là mình mua 1 đồng Mỹ, mình ăn được đồng thôi. Đó. Thì đó. Đó, thì mình mua. Ý là nếu mình thẳng lên, mình thẳng cho 4 Mỹ sẽ thôi. 3 Mỹ. Ba mày sao thôi, mà có sầu lá, mua sầu mày, có sầu sáu. Mình ăn ba mấy thứ mà thua sâu mấy vậy đó. Ba mấy mua là lên cũng là thực ra là mua ba nữa là tỷ lệ có ba thấp thì nó mới ăn nhiều hơn. Hiện tại đang ai cũng đang hóng nha. Đóng mình đóng ủng hộ anh, ủng hộ là chỉ mà cái ăn thua là ít thôi, không quan trọng. Mà chỉ ủng hộ anh à. Chung rồi, chơi. Chung, ok, quyết định chung. Chung chung thì nó phải canh 14 nè. Ồ, ngon chưa, ngon chưa. Lát cá độ nha cả nhà. Lát ăn bún xong cá độ nha. Đó. Wow. Cả nhà, bây giờ em làm chuẩn bị nha. Vậy là làm xong thì là bộ phụ chúng ta có rồi. Chúng ta có lẽ không? Mấy cái dĩa đi đây phải nóng. Nóng đây mà. Bạn kêu khóa đó mà. Mẹ thấy nồi bún chất lượng chưa? Hành tráng hả? Ok mà. Anh cải tỏi ngon mà. Sáng mới có kết quả, giờ cứ ăn mừng trước đã. Canh xôi ủng ủng ủng. Mà chung biết thì ăn tiện yên tình, mình mới luôn. Mình tham gia nướng chay vậy làm. Đúng có thẳng đấy, thằng đi chay. Với cả nhà, nãy giờ em cũng mới bưng xong bún bò cho cả nhà. Đó, nói chung thì em hay lặp đi lặp lại là ăn bò xong, bún bò xong, tiêm đi đằng sau, cách lấy chai rượu ra nữa là ngồi, không biết ngồi bao nhiêu phút nha cả nhà. Nó ngồi tới mà em nghĩ độ 2 giờ sáng mới được bầu lên cả nhà. Đó, nói chung mới biết kết quả chứ độ. Bây giờ mình cứ ăn mừng trước đi cả nhà. Rồi xong mà nếu mà đậu nữa là ăn lần sau nha cả nhà. Cuối tuần tiếp tục. Cả nhà ơi, giờ chưa ăn, bây giờ em lên mạng coi cả nhà. Rồi là hiện tại là chung là 95 nha. Bà này là bà cà di này có 35 thôi nha cả nhà. Đó, nói chung thì cái này là của hồi xưa nha, nó lặp lại cả nhà. Người khác mà. Người khác hả? Không quan tâm, giờ quan tâm đấy nè cả nhà, là 95 hiện tại là chung là màu đỏ nha, 95 nha. Nói chung là cơ hội ông chung thắng đó. Cơ hội cao nha. Đó. Wow. Cả nhà thấy cái kỳ là chai gì không cả nhà? Ồ. Thứ gì chịu nổi? Ui. Dùng bạc cái cánh, bắt cánh cho chín sáng. Tiền giả bằng nhau hả trận thì kêu. Dạ, kêu ấy. Ngon à? Ngon đi, có ăn nhau? Có tỷ nhau chứ, rồi anh nó, đấy cái nhau nó say chứ. Đi ra ngắm muộn này. Cục chiến bắt ổn. Đang đợi. Đi ăn. Mời cả nhà. Mời cả nhà ăn bún bò Huế. Lên ăn lên ơi. Can we go buy ice cream after this? Tomorrow daddy will buy ice cream. Florida. Ngon. Thường về. Thịt bò ăn được. Ăn được. Ngon. Ngon.
Ok anh chị, để cho anh tự ăn. Rồi chị kêu, giờ chị kêu ai đút? Tôi đỡ cỏ với tôi đậu. Hôm nay chúng tôi đậu. Chắc ngôi đỏ thì từng cặp chắc mà lại nói chứ phải à? Nhưng ta như con ửa gám rồi. À, món đám ửa nhưng mà cùi việc của họ cho nó mới. Chín đi nè, con mời cái đó. Vừa ăn vừa coi cả nhà, vừa ăn vừa coi, vừa theo dõi. Nói chung giờ... Giờ này là... Giờ phán đau là... Giờ phán trụng là hồi chiều chạy dùng dân đó. Dạ. Chạy dùng dân. Nói chung hiện tại lên mạng lên trên mạng có chú thì 95 30 mấy chục cách mấy chục phiếu á. Đây. Giờ là 100 chung là 101, 101 còn bà kia 49. À, Google mà đang coi Google á. Đó. Nói chung hiện tại là cũng là cả độ cũng rất là vui cả nhà. Dạ thì đó thì đó thì 2 giờ sáng đó hay thiệt chứ không thể tin nổi. Vừa ăn vừa có cái trứng gà. Ui trời, thứ gì chịu nổi. Mời cả nhà hấp nha. Cái hấp trứng trứng hấp. Thấu xịt. Ăn xong bộ quá, thứ gì chịu nổi. Cả nhà. Đang nãy giờ anh Tư quyết định là mấy anh em bạn mua cả nhà. Mua chum nha, cá độ chum nha. 100 thì mình bỏ 6 mấy đồng rồi, thu 6 mấy đồng đúng không anh? Còn nếu mình ăn sao, 3 mấy đồng à? 30% thôi nha cả nhà, bỏ 100 đô ra mình trả 6 mấy đồng 6 mấy phần trăm. Còn mà mình ăn á được ăn 3 mấy phần trăm thôi nha, 3 mấy đồng thôi đó. Đây được mà, vui mà. Đây cả nhà, tụi em bỏ tiền ra là mua chôm cho cả nhà đó, là mấy anh em phòng vô là được ngàn 12 chục cả nhà đó. Chơi khô máu hả? Chơi khô máu luôn. Khô máu luôn đó. Bầm hết chứ. Anh em mình trầm chứ. Đó, anh Tư thì mở lên anh Tư. Cái app chị anh em mua chứ. Cashi nè. Cashi cả nhà. Vô app Cashi mua nha. Đó. Đây, bây giờ hiện tại là ai cũng đang mua trên app cả nhà. Đó, nếu mà bây giờ hiện tại là mua chung hơi mắc nha. Giờ mua trăm này gọi 68. 68. Mình ăn thì ăn được 32. 32 thôi cả nhà. Nói chung cũng nguy cơ thì hên xui được cả nhà. Bây giờ anh em mình chơi thôi nha. Đó cái app cho mà. Cho vui thôi. Cho vui thôi cả nhà. Đó bầm nha. Đó. Giờ hiện tại mấy anh em ngồi trong chi chút xíu đợi nha cả nhà. Quay tiếp cho cả nhà cùng xem nha. Cái này nãy giờ tụi em cũng cá độ chơi cả nhà. Đó hiện tại là chung thì đang dẫn đầu cả nhà là 178 phiếu. Còn bên này thì 99 phiếu như cả nhà. Tại vì nói chung thì chưa biết ai thắng ai thua. Đó. Nếu mà ai mà trước đủ 270 phiếu á là người đó thắng rồi cả nhà. Đó bây giờ hiện tại thì ai cũng đang đứng quay cả nhà đó. Nếu mà ai đủ 270 phiếu trước á thì người đó thắng rồi cả nhà. Nói chung hiện tại thì tụi em bỏ ra đồ cập nhật tiếp tục cả nhà. Đó hiện tại nói chung là không biết mấy giờ sáng, nếu mà ngủ thì thôi rồi cả nhà. Nếu mà không ngủ thì tiền tiếp tục cập nhật cho cả nhà cùng xem nha. Đó. Hiện tại là 200, lên phiếu là 208 rồi, 278, lên 2, đúng, lên 10 phiếu nha cả nhà. Giờ lên 10 phiếu nha cả nhà, hồi nãy thấy hồi nãy 78, giờ 88, là 10 phiếu nha. Còn bên này thì vẫn còn 99 nè, đó, nói chung chưa lên được cả nhà. Chung thì hiện tại đang chặn đầu, đó. Có đi cả nhà, đó, vui nha, đó. Cả nhà ơi, hiện tại là chung là 230 nha, bà Khá gì Cà Di. Thì 79 thì cả nhà 179. Nếu mà chung còn khoảng 40 phiếu là chung thắng thì cả nhà. Hiện tại là mong 40 phiếu nữa là chung thắng thì cả nhà.
Hiện tại là 11:20 rồi cả nhà. Rồi em để như thế này rồi cả nhà. Nếu mà có tiếp tục em sẽ tiếp tục ăn mừng thôi cả nhà ơi. Còn 40 phiếu nữa, ông Trung cố lên nha. Cả nhà ơi, căng quá cả nhà ơi. Bây giờ là bà này thì 210, còn Trung thì 230 nè. Vậy nãy giờ vẫn đứng cả nhà. Đó, bây giờ hiện tại là 12:12 rồi cả nhà ơi. Wow, tình hình này căng quá đây mọi người à. Nói chung là thắng thua chưa biết cái gì cả. Còn bên này thì còn 60 phiếu, bên này còn 30 phiếu nha cả nhà, là thắng nha. Nói chung giờ chưa biết nha cả nhà. Hiện tại thì tiếp tục theo dõi tình hình nha cả nhà. Cả nhà ơi, căng quá cả nhà. Hiện tại là chung là 248 nha. Ở bên này thì 214. Nói chung hiện tại là 2:07 sáng nha cả nhà. Nói chung hiện tại chưa biết ai thắng ai thua nha cả nhà. Đó, vẫn phải đợi nha cả nhà. Wow, căng cực kỳ. Cả nhà, bây giờ là còn 4 giờ sáng nha cả nhà. Trong thì vẫn còn thêm 3 phiếu bầu nữa là 67 đúng rồi, 3 phiếu bầu nữa là thắng nha cả nhà. Đó là 270 phiếu là Trung thắng cả nhà. Ở bên kia thì còn ui xa quá. Thôi bây giờ là Trung thắng cả nhà. Tôi chắc anh em ăn mừng rồi cả nhà ơi. Wow. Thôi bây giờ em clip này em xin chào tạm biệt mọi người nha. Có gì mà Trung thật sự mà thắng chính cống á, em sẽ mời cùng anh em ăn miệng cả nhà. Bây giờ hiện tại thì Trung cũng 3 phiếu rồi cả nhà, chắc chắn là thắng cả nhà. Đó.